trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS của Hoa Kỳ tại nhà Thánh Mát vào ngày 24 tháng 4 và được phát sóng trong chương trình truyền hình 60 phút trong hai ngày 19 và 20 tháng 5. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội mở cửa cho tất cả các cá nhân nhưng không chúc lành cho kết hợp đồng giới. Ngài cũng phê bình việc mang thai hộ, lên án sự dưỡng dưng lan rộng đối với người di cư. Trước hết, Đức Thánh Cha nói, tin mừng dành cho tất cả, kể cả người tội lỗi, và cảnh báo rằng nếu giáo hội thiết lập các trạm kiểm soát hải quan thì giáo hội không còn là giáo hội của Chúa Kitô nữa. Về vấn đề chúc lành cho các cặp đồng giới được đề cập trong tuyên bố Fiducia Supplicans, Đức Thánh Cha nói rõ rằng chúc lành cho các cá nhân nhưng không chúc lành cho các kết hợp đồng giới, vì điều này đi ngược lại luật giáo hội. Cuộc phỏng vấn được tiếp tục với câu hỏi về mang thai hộ, Đức Thánh Cha lên án hoạt động này vì nó trở thành một hoạt động kinh doanh, rất tệ, rất tiêu cực. Phóng viên chỉ ra rằng đối với một số phụ nữ như bị bệnh thì mang thai hộ là niềm hy vọng duy nhất thì sao đức thánh cha nói có niềm hy vọng khác đó là nhận con nuôi đồng thời kêu gọi không bỏ qua nguyên tắc đạo đức tập trung vào cuộc xung đột ở israel và gaza các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường đại học và thái độ bài do thái đang gia tăng đức thánh cha nhắc lại rằng mọi hệ tư tưởng đều xấu và thái độ bài do thái là một hệ tư tưởng và nó rất tệ ngài nói bạn có thể chỉ trích chính phủ này hay chính phủ khác chính phủ israel hoặc chính phủ palestine bạn có thể chỉ trích nhưng không được chống một dân tộc không chống người palestine cũng không chống người do thái đề cập đến đau khổ của người di cư đức thánh cha lên án sự dưỡng dưng lan rộng và so sánh điều này với việc philato rửa tay nhiều người ngoài kia chứng kiến những gì đang xảy ra những cuộc chiến bất công tội ác đó là sự dưỡng dưng một lần nữa chúng ta phải để cho trái tim mình cảm nhận điều này. Chúng ta không thể dững dưng với những bi kịch của con người. Thờ ơ toàn cầu là một căn bệnh rất tồi tệ. Nhận xét về thông tin, bang Texas của Hoa Kỳ đang tìm cách đóng cửa tổ chức công giáo cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người nhập cư không giấy tờ. Ở biên giới với Mexico, Đức Thánh Cha nói đó là sự điên rồ thuần túy. Người di cư phải được chào đón. Sau đó, tìm cách quản lý họ. Có thể họ cần phải trở về, tôi không biết, nhưng mỗi trường hợp phải được xem xét một cách nhân đạo